Đây nha. Sáng nay tôi lại tiếp tục chỉnh sửa cho cái cây sung siêu quả này anh em ạ. Đây vì sao gọi nó là siêu quả này. Thì cái dòng này thì nó bằng cái đũa là nó đã có quả này anh em ạ. Và quả nó cực sai luôn. Trồng trong cái chậu nhỏ nhưng mà anh em thấy cái cuống quả của nó dài thế này thì là chứng tỏ là nó có quả từ lâu rồi. Những cái mầm nó bật ra là nó ra quả này anh em thấy không? Mầm quả không. Cái này thì tôi được định hình cho nó theo một cái dáng hoành anh em ạ. Bay ngang miệng chậu. Sau này mình đặt thêm một cái trên một cái khay nữa. Ý tưởng là như vậy. Cành này chắc bỏ đi. Chưa quả thì cho nó bỏ những cái cành này thì nó mới nhìn nó mới nổ cái quả nó ra. Này đồng thời tôi tháo cái kẽm ra. Tôi liếu cái cành này lại một xíu nữa anh em ạ. Đây, nọc bớt những cái cành này. Cái mầm này thì nó đang ra quả hết rồi anh em. Để thằng nó ra quả. Chứ cây thì người ta gọi là dòng siêu quả vì nó nhiều quả hơn những cái cây bình thường anh em ạ. Nó do cái giống. Cây nào cũng vậy, mấy cây nhỏ của tôi thì cây nào nó sai quả hết. Như cái này cũng vậy này. Cây này thì nó cũng ra nhiều quả, nó rụng hết rồi, nó còn chùm mấy quả. Nó chỉ to hơn ngón tay xíu thôi anh em. Quả rất nhiều. Đây nha, cứ uốn tong vòng này để lấy cái cốt anh em ạ. Bông tay thì từ từ. Cây này thì sau này kết quả thì rất là hay rồi. Đấy con nó sẽ có một cái khay ở đây anh em ạ. Hoặc là mình thay cái chậu này như là một tảng đá đi. Sau này cho nó bám vào đá thì mình đặt cho một cái khay thả nước đây anh em. Vài năm nữa thì sẽ có cây chơi đẹp. Chỗ này nó bị hơi gãy một xíu thì tôi băng nó lại.